Mình đang ở trong một cái vùng đất mà toàn là những cái resort, những cái homestay, vườn quốc trái cây, ao hồ sông suối rất là đẹp anh chị. Thì mình nói luôn, mình đang ở ngay hồ Chị An nha anh chị, hồ Chị An bên địa phận của Vĩnh Cửu. Tại vì hồ Chị An nó lớn lắm, nó tới mấy huyện giáp ranh, với lại ý là cái hồ này là chia ra nhiều huyện luôn á. Vĩnh Cửu, Trảng Bom, rồi Định Quán, Thống Nhất nữa. Và hôm nay mình ở Vĩnh Cửu. Đây, sát bên mình là một cái đây gì đây, BB Family Resort. Trên Google Maps nó gọi là BB Homestay. Đây, cổng chào mình. Đó. Ở đây thì cuối tuần là người ta hay đó, chị thấy không? Đậu xe hơi kìa. Đấy, ngay giáp Hồ Chí An nha anh chị, để làm cái chỗ nghỉ dưỡng cuối tuần nè, rất là đã. Mà hiện tại đang mùa dịch cho nên là cái lượng khách thì nó hơi ít. Chứ mà thường thường mà nếu mà vô cái mùa mà không phải trước dịch á thì chỗ này lúc nào cuối tuần cũng đông. Cắm trại rồi làm lều anh chị, câu cá rất là đã. Ở đây là phù hợp để mình làm gọi là cái chỗ mà để do những cái học sinh, sinh viên hay là những cái người trẻ tới đây mình sinh hoạt hoặc ngoại khóa này nọ là rất là ok. Đó. Thì hôm nay là mình sẽ quay bán một cái căn nhà vườn cũng giáp cái hồ này, và đặc biệt là sát mí ha, sát mí với lại cái BB Homestay này. Anh chị mình chỉ cần lên Google Maps mình gọi BB Homestay là sẽ ra ngay sát bên nhà mình. Đó. Hôm nay là mình sẽ quay cái nhà vườn giáp hồ Chị An. Đó. Và quay chính chủ nha anh chị. Đó. Anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn kiếm một cái đất vườn á, mà giáp hồ, và đặc biệt là giá còn rất là mềm nha anh chị, giá mềm lắm. Đó, chỉ có vài trăm một sào thôi. Và thật sự là rất là đẹp. Đó, nhìn cái đất là anh chị mình mê liền. Mình quay chính chủ nha, tức là mình sẽ để số chủ lên, anh chị nào quan tâm trực tiếp gọi chủ luôn, không có qua môi giới gì hết. Đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản của đất mình ha. Đất mình là giáp với là BB Homestay này, chị thấy không? Từ cái tường này là qua đó là đất mình ha. Cũng trồng xoài luôn. Ở đây thì thổ nhưỡng nó thích hợp trồng xoài nên đa số mình thấy người ta trồng xoài là chính. Thì ở đây là thuộc địa chỉ là xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, là nó thuộc ấp 7, giáp ranh giáp sát mí luôn chị, sát mí với lại cái xã Phú Lý luôn. Cho nên là nó nay ở đây gần gần chợ Phú Lý nè, là trung tâm xã Phú Lý, cách nhà thờ Phú Lý chỉ có hơn một cây số thôi. Ở ngoài là có chợ luôn ha. Chợ chợ Tư Phát thôi, còn muốn đi chợ chính của Phú Lý thì cách đây khoảng tầm 3 cây ha, 3 cây. Lát nữa mình bay lại cao lên chị thấy là hồ nè, thấy luôn cái nhà thờ Phú Lý luôn. Thì đất mình á, đi về Hồ Chí Minh á thì nó khoảng tầm mình nói tới địa phận của Cầu Đồng Nai đi nha. Là nó vô địa phận của thành phố Đức á thì nó khoảng tầm 70 cây ha. Khoảng tầm 70 cây. Cái mình giờ mình vô tới Bình Thạnh đi thì mình cộng thêm khoảng 20 cây nữa ha. Rồi chung là anh chị mình cứ cộng thêm, nếu mà chị mình ở đâu đó đó mình tính là cái mốc là tới Cầu Đồng Nai là khoảng 70 cây. Ở đây đi về cách đường tỉnh 761 á là khoảng tầm chắc cả chừng 2 cây số thôi anh chị, 2 cây số thôi. Mình sẽ chạy ra tới trung tâm huyện là thị trấn Vĩnh An là khoảng tầm hơn 20 cây đó. Và đi thẳng nữa là mình tới ngã ba Chí An anh chị, là giáp cắt với lại quốc lộ 1A đó, là khoảng tầm hơn 40 cây. Thì ra đó đó là mình quẹo phải đi qua Biên Hòa ha, cách Biên Hòa thì khoảng tầm hơn 50 cây. Qua Biên Hòa xong mà tới Cầu Đồng Nai là tới địa phận của thành phố Đức. Đó, thì cho mình đường xá dễ đi lắm. Anh chị cứ chạy bây giờ chạy thẳng ra đường 761 ha, cách hơn 2 cây. Rồi cái mình đi thẳng một nước luôn là tới ngã ba Chị An là về thành phố Hồ Chí Minh. Thì đất mình quay ngày hôm nay là cái ranh giới cực kỳ rõ ràng luôn, anh chị thấy không? Họ xây tường hết rồi. Tức là mất cái tường dài đó ha, rồi dài tới giáp với là cái BB Homestay đó. Tổng diện tích của mình là khoảng tầm 6.000 mét vuông nha anh chị, khoảng 6 sào. Và sổ mặt tiền đường này nè, đường này đường như chị thấy là đường đất, đường đá đó, nhưng mà cũng rộng ha, đường phải 6 mét đó, đường này ô tô đi thoải mái. Thì sổ mặt tiền đường này thì mình thấy là trên 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 sổ á, trên cái nó ghi rõ là khoảng 57 mét nha, khoảng 57 mét. Nhưng mà thực tế mình thấy nó rộng rộng hơn chị. Thực tế chị mình thấy nè, nó phải hơn 60 mét nha chị nha. Nè, hồi nãy mình đo thử bước chân á là khoảng hơn 60 mét lận. Nó rất là dài, mặt tiền dài miên man luôn. Và xuống nó hậu ra nha,
dài xuống tầm 80-90 mét á, nó hậu ra nữa, nó là hậu ra. Nói chung là mặt tiền hồ thì mình nghĩ phải tầm 60 mét đổ lên á. Giáp hồ che nha anh chị. Đó. Hiện tại là chủ họ xây tường hết rồi, còn cái phần cổng á là họ chờ ha, cổng chờ. Nói chung là mình cũng chia sẻ thật sự với anh chị á, là họ tính xây á, họ tính làm cái khu cũng khu nhà vườn sinh thái, nó cũng giống như BB Homestay gì đó, nhưng mà dịch hành quá cho nên làm giờ lỡ dở chưa xây xong cổng là dịch nó tới rồi, tới giờ là cũng bí luôn hả, mấy tháng rồi không có lên luôn hả, mấy tháng không lên vườn chị thấy không, cỏ cây tùm hết luôn. Nói chung là cũng rất là tiếc, có nhà luôn chị nha, có nhà luôn đó, đa số trồng xoài hết, xoài đó, cỏ cây nó tùm quá, đụng mép hồ luôn nha chị. Mình nói đất mình á là chỉ có 6.000 mét vuông, nhưng mà thực tế á nó tính luôn lòng hồ á là nó phải thêm mấy sào nữa nha anh chị. Thì ở đây đa số đất nào cũng trừ cái hành lang hồ là nhiều lắm, tức là nó nguyên cái phần hồ là mình được sử dụng đó, nhưng mà nó không có trong sổ, cho nên thực tế là cái miếng nào mà giáp hồ nó cũng lớn hơn thực tế á. Dù như này 6 sào thì thực tế là phải thêm mấy sào nữa, nó phải tầm 2-3 sào nữa đó. Cho nên là mình lợi thế của mình là đụng hồ là cái đó là anh chị hả, được sử dụng phần lòng hồ thoải mái luôn. Mình có thể làm những cái cắm trại, lều, dựng chòi gì đó là thoải mái, miễn sao đừng có xây dựng kiên cố được rồi. Đất mình hiểu chung là cũng không gì để quay đâu. Và cái phần đụng hồ á thì chắc mình cũng không phải đụng, không quay làm gì đâu. Lát nữa mình sẽ bay la cam lên cho chị xem. Tại giờ cỏ cây không à, cho nên mình không có cần phải quay. Đó. Cái đất mình á là nó quay mặt ra hướng Tây Bắc nha anh chị. Hướng là hướng Tây Bắc. Và nói chung là đất mình thì không có gì để quay, cho nên mình báo giá luôn nha. Chủ đang kêu giá mà 6.000 mét vuông này á là 3 tỷ nha anh chị, 3 tỷ. Chạy ra là khoảng 500 triệu một sào. Đó, 500 triệu một sào trong cái đất đẹp như thế này là chị mình thấy là thực sự là rất hợp lý. Mà thật ra nó rẻ là nó có cái giá của nó. Đó, chứ thật sự mình nói anh chị luôn là những cái đất mà giáp hồ Dị An á nó phải hơn 1 tỷ một sào nha anh chị, rất là giá trị. Tại bây giờ đất, những vùng đất mà giáp hồ Dị An mà đường xá ngon lành như thế này được hiển thị hết nha. Đường rộng như thế này á, mà mặt tiền đường tới gần 60 mét là không hề dưới 1 tỷ một sào. Nhưng mà cái miếng này mà nói luôn, miếng này thì tài là nó là đất rừng sản xuất nha anh chị. Đó, đất rừng sản xuất. Mà nhưng mà trên quy hoạch của nó thì mình thấy là nó có ghi rõ là đất trồng cây lâu năm, nhưng có thổ cư luôn nha. Miếng này là có thổ cư luôn. Còn sổ á, thì bên mình nói luôn nha, sổ thì nghe chủ nói, anh chủ nói á là anh chị nào mua á thì mình viết tay. Thì hiện tại sổ hồi xưa là sổ xanh thì nhà nước á, bên chính quyền họ thu lại hết rồi. Họ thu lại để chuẩn bị sắp tới là họ đo đạc lại để mà họ cấp ra cái sổ hồng. Thì trong sổ hồng thì họ cũng ghi rõ là đất rừng sản xuất thôi, nhưng mà nó là sổ hồng. Còn hồi đó là cái sổ xanh, chỉ cái sổ nhỏ xíu à, sổ gì nè. Đó, họ thu hết rồi để họ cấp lại sổ mới. Cho nên bây giờ nếu mà mua bán á thì sẽ là dưới tay ha, chứ chưa công chứng được. Đó, hiện này tùy thôi. Những cái vấn đề này thì anh chị mình cứ gọi trực tiếp cho chủ để mình nói chuyện thêm ha. Chứ còn mình thì cái kiến thức của mình thì nó không có hạn chế, mình không thể là mình nói hết được. Đó. Đây, những đất này là để giáp hộ nha anh chị, trồng xoài luôn nè. Đây. Cái nhà vườn này cũng ở Sài Gòn nè. Đó, họ làm rất là kiên cố luôn. Đẹp không? Đối diện mình luôn á. Khu này thì rất là nhiều resort. Nhiều resort homestay này nọ rất là đẹp. Ồ, trái. Xoài lủng lẳng luôn anh chị. Đã quá. Này chắc phải lát phải xin chủ nhà mấy trái mới được. Đường thông hết chị ha, hai hướng đều thông. Hướng này là cũng có thể ra đường 761 nè, còn không đi hướng này. Hướng này thì đi ra ngoài giáo xứ Phú Lý, hả? Đi ra chợ mua sắm này nọ cũng có luôn. Đó. Đầy đủ. Đường chị thấy không? Đường rất là rộng ha. Khúc này là họ làm cỏ. Cái khúc của mình thì không làm cỏ cho nên nó hơi tùm. Chứ chị thấy không? Khúc này là hai ô tô tránh nhau thoải mái nè. Đó, làm cỏ sạch sẽ hết rồi. Giá 3 tỷ có thương lượng nha anh chị. Đó. Thì pháp lý thì mình nói rồi, anh chị mình cứ trực tiếp gọi chủ để mình nói cho rõ. Đó. Còn bây giờ là mình sẽ quay cho anh chị xem đường xá ha. Đường xá với lại dân cư ở đây. Đó. Mà trước khi dẫn anh chị xem thì mình xem cho xem cái flycam trên cao nha. Đó, cái flycam trên cao đi. À, cho anh chị xem toàn cảnh đây. Đó. Còn cái phần đụng hồ là mình không có quay. Không quay thì mất nó cỏ nhiều quá. Đây mình đang đứng ngay trước cái đất mình ha, anh chị thấy không? Rành thì rõ ràng rồi, quyển hàng tường xây là của mình, cái xe mình đậu ngay giữa cổng anh chị,
đó, dài xuống là hồ đó, đụng hồ. Đất mình thì có cái nhà cấp 4, vậy thấy không? Nhà cũ thôi. Ở đây phía bên hông mình là cái khu sinh thái farm homestay, BB homestay với lại cái một cái farm homestay của Phú Lý nữa. Đó, chị thấy hướng đó là hướng đi về ngang nhà thờ kìa. Đó, nhà thờ Phú Lý đó anh chị. Ở đồng, à, đúng rồi, nhà thờ Phú Lý chứ là trường trường học đó luôn á. Để mình bay vào trong cho anh chị xem ha. Sẵn tạt qua bên nhà hàng xóm ha, là cái BB homestay nè, cho anh chị xem mô hình của họ. Ở đây cổng nè, cổng lúc đầu mình đứng mình quay cho anh chị xem cổng vào khu homestay nè. Vào đây thì có những cái khu nhà để phục vụ khách du lịch. Đó. Giáp mặt Hồ Chí An rất là đẹp ha, rất là mát. Nói chung là khách du lịch là họ thích ghé đây lắm. Tại vì hiện tại là dịch nên nó hạn chế thôi, chứ thực sự là những ngày cuối tuần là những chỗ này thì phải nói là cực kỳ lý tưởng để dành cho gia đình mà mình muốn cắm trại hay gì đó. Đó, thư thái. Đi về Hồ Chí Minh thì chỉ vài tiếng đồng hồ thôi. Anh chị thấy không? Có vài chiếc xe hơi đang đậu ở dưới những cái tán cây kìa. Đây, còn phía bên đây là đất của mình ha. Đó. Đây là cái phía sau mình nè. Cái nhà của mình đó anh chị. Đó. Vì đây mà anh chị mình có ý tưởng mình thiết kế ở phía sau, phía gần giáp hồ á, thì rất là đẹp. Này, đường chữ đất mình nè, đối diện mình là nguyên khu nhà cũng đẹp lắm, anh chị thấy không, đối diện mình á. Đây, ở cái nhà đối diện mình nè. Cho chị nhìn toàn cảnh trước khi mình dẫn chị đi tham quan khu vực này ha. Mình tính đi cái hướng về giáo xứ Phú Lý cho anh chị xem dân cư chợ búa đó đông lắm. Nhưng mà mình đi ra cái hướng lại đường 761 ha. Đó. Cho anh chị thấy là đi ra đường 761 thì cũng rất là gần. Hai bên đường dân cư ha. Ở đây thì đúng là dưới quốc xoài anh chị. Đi đâu không phải xoài, hồi nãy là đi ngang qua đoạn đường là xoài lủng lẳng hai bên luôn. Nhìn đã lắm, nói chung là ai mà thích xoài là về đây là đúng bài luôn. Cái đường này là cái đường song song với đường 761 nha anh chị. Anh chị có những cái ngã rẽ đi ra lại cái đường tỉnh 761 mà mình chưa rẽ đâu, mình cho anh chị vòng vòng tham quan khu vực đây. Đất đai thì mình thấy đất này trồng cây rất là tốt nè. Đất sỏi cơm. Điện đài thì khỏi nói rồi anh chị nha. Điện thì tới nơi. Đó, mình đứng đây thấy view hồ kìa. Cái này mình đi xa rồi nha, mình đi xa rồi chứ còn cái hồ đất mình thì giáp ngay hồ, còn đi ra ngoài rồi đó. Rồi mình rẽ ra ngoài 761 đây đó. Mình sẽ đi băng qua rừng ha, rừng này là rừng nhà nước đó. Nói chung là đặc sản ở đây là rừng nha anh chị. Rừng đi đâu cũng rừng hết. Trước dịch tức là ở đây là rất là nhiều những cái người nước ngoài đó, người ta vào đây người ta đi xe đạp đó anh chị đó. Những cua rơ là họ khoái trên đây lắm, đi bộ nè, đi check-in nè, đi xe đạp nè. Tại vì ở đây thì nó khung cảnh nó còn rất là thiên nhiên, có rừng, có hồ, rất là thiên nhiên. Thậm chí là anh chị ở đây là có thấy được thú rừng luôn nha anh chị, gấu voi này nọ. Chứ mà anh chị là đường tỉnh 761 nha, quẹo phải là mình đi về Phú Lý luôn ha, chợ Phú Lý, đi về trung tâm xã Phú Lý. Còn mình rẽ trái là bây giờ mình sẽ đi về hướng thị trấn Vĩnh An, ngã ba Chị An và đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng như đi về Biên Hòa. Bây giờ mình sẽ để mình đi kiếm cái đoạn nào đẹp lắm. Một bên rừng, một bên là hoa, đẹp lắm. Nói chung là anh chị mình đi theo mình nha. Rồi bây giờ mình cho anh chị xem thông tin đất mình ha. Đây thửa đất của mình nè, số tờ là 32, số thửa là 14. Đây giáp mặt tiền đường nè, còn đây dưới đây giáp hồ. Đó, hình dạng đất thì cũng ok. Của mình là được 5.926 m², có đất trồng cây và đất ở nông thôn. Hiện tại là tình trạng là chưa cấp giấy. Đó, anh chị nói về cái giấy cấp của chính quyền á, cái giấy mà giao khoán á, thì anh chị mình liên hệ với bên chủ đất ha, họ để họ cung cấp cho anh chị xem, cũng như là giải thích cho anh chị xem biết những thủ tục mua bán cái miếng đất này ha. Cuối cùng mình cho anh chị mình xem cái vị trí của đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung.
Thì nếu anh chị mình có mà biết sử dụng bản đồ Google Map á, trên điện thoại á, mình gõ cái địa danh là BB Homestay nè, hoặc là cái bên đây là Phú Lý Farmstay nè. Đó, sát bên mình là những cái farmstay ha, mảnh đất mình anh chị. Đó, mặt tiền đường này ha. Đó, đây là hồ, đây hồ Trị An rất là lớn chị nha. Đó, đây là đường tỉnh 761 nè, cái đường mà mình có quay cho chị xem á. Ở đường này thì đi xuyên suốt qua cánh rừng và tới thị trấn Vĩnh An nè. Đây, mình có thể đi hai hướng ha. Đi hướng này cũng được mà đi hướng này cũng được. Đi hướng này thì đi qua những cái vườn xoài rất là xum xuê quả luôn. Còn nếu như chị mình muốn đi tiện ích mua bán, đây mình ra đây ha. Nhà thờ Phú Lý nè, khu dân cư nè, có trường nè, có nhà thờ nè, có chợ tạm nè. Còn không mình muốn mua qua chợ chính á thì mình đi ra ha, chợ Phú Lý nè. Cách mình chắc chừng ở đâu quá tầm 4-5 cây thôi. Đó. Còn đây nè, đây là địa danh trung tâm văn hóa sinh thái văn hóa lịch sử ha, chi khu D. Mình có qua cho chị xem á. Tiếp tục thì mình đi thẳng ha, đi thẳng đường 761 này qua trạm Kim Lâm, qua cầu chi khu D là mình sẽ tới thị trấn Vĩnh An nè anh chị. Đó. Ra thị trấn Vĩnh An rồi thì mình đi thẳng cái đường tỉnh 767 này là ra tới ngã ba Trị An, là về quốc lộ 1A, đi về Hồ Nai, Biên Hòa và về Hồ Chí Minh. Đó. Thì nói chung là cái này vị trí thì quá rõ ràng rồi, anh chị mình có thể hoàn toàn tự tìm trên bản đồ ha. Với cái địa danh là BB Homestay á, anh chị mình gõ lên đó là anh chị mình thể tự tìm đến đất luôn, tự đi xem đất luôn. Đó. Còn về những cái thông tin giá cả và cũng như là cái về vấn đề mà giấy tờ ấy, anh chị mình cứ trực tiếp liên hệ với chủ ha. Đó. Thì cái giá thì mình sẽ nhắc lại là chủ đang kêu là 3 tỷ ha, 3 tỷ cho đường 6 sao. Đó. Thì mình thấy là cái giá này thì cũng nói chung là cũng ok. Đó. Thì tỷ nói chung là tiền nào của đó thôi. Hiện tại là do đất này chưa có sổ sách, nó chưa có rõ ràng. Đó. Và vấn đề là đất rừng sản xuất. Ừ. Cho nên là giá thì sẽ rất là mềm, phù hợp cho anh chị mình mua để mà mình tại vì đất này có thổ cư nha anh chị nha. Đó, thổ cư nữa chị mình có thể làm xây dựng, làm những homestay. Nói chung khu vực này toàn là đất đất rừng rất hết. Đó, như anh chị thấy là kế bên mình là cái BB Homestay cũng như là cái Phú Lý Farmstay á, thì nó cũng là đất rừng thôi, giống như mình thôi. Nhưng mà họ vẫn thiết kế những cái khu homestay cho khách cuối tuần về nghỉ dưỡng, thì mình thấy nó cũng mình làm cái mô hình đó cũng được ha. Tức là mình có thể làm mô hình cho mình tự nghỉ dưỡng cho mình, còn thôi mình kinh doanh cũng được. Đó. Thì cái giá còn rất là mềm. Đó, chứ còn đất mà giáp hồ Trị An mà giấy tờ rõ ràng đó, tức là sổ đỏ riêng anh chị, đất trồng cây mà sổ hồng riêng á, thì chắc chắn là cái giá sẽ rất là cao đó, nó không dưới 1 tỷ một xào đâu đó. Thì đó anh chị mình tìm nhắc thôi nha đó, nếu anh chị mình gọi là muốn ăn chắc mặt bền á, thì mình tìm những miếng đất mà có pháp lý nó rõ ràng đó. Còn miếng đất này thì giá mềm đó, phù hợp cho anh chị nào mà mình hiểu biết ha. Nói chung là phải có hiểu biết, chứ còn mà không hiểu biết mà mình cứ thấy đất là giấy tờ chưa có với giấy tay này nọ thì ngại á, nói chung cũng e ngại á, thì thôi mình có thể là mình bỏ qua, mình có thể tìm những cái đất khác. Dĩ nhiên là tiền nào của đó, mình xin nhắc lại như vậy. À, nói chung là về vấn đề này thì mình không bình luận nhiều, cái này tùy vào nhu cầu của anh chị thôi. Anh chị nào quan tâm thì mình trực tiếp gọi chủ ha, để mình có thể là mình nói về giá cả cũng như là những vấn đề về pháp lý giấy tờ. À, rồi thì mình xin phép kết thúc cái video ở đây. Những anh chị nào có nhu cầu muốn quay clip bán đất chính chủ giống như là clip này thì có thể alo mình ở số điện thoại là 0933 230243 hoặc là số Viettel là 0373 230243. Rồi mình xin phép chào anh chị, cảm ơn chị mình đã xem hết video ha.